này là canh tông LE400 nha. Anh em chờ xíu nha, tại vì làm có một mình này. Vừa đeo cái máy rồi vừa quay video nữa nè. Đó này là ba đường tiếng nha. Đang nghe ba bên này nè, ba lăng nè. Rồi, cặp này xuống nha. 3,5 triệu, ok cặp này nha anh em.